Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Nhà Nông Tài Ba, chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Nông Dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện. Để tham gia chương trình, chúng tôi sẽ mời tới 3 đội thi, mỗi đội gồm có 2 thành viên. 3 đội thi sẽ lần lượt trải qua các phần thi Kiến thức Nhà Nông Tài Ba và Ai Nhanh Hơn Ai. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng làm quen với 3 đội chơi có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời 3 đội sẽ giới thiệu về mình ạ. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi. Lời đầu tiên xin trân trọng gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, đến với hội thi Nhà Nông Tài Ba hôm nay, đội chúng tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Lương Thị Phương, năm nay 54 tuổi. Người bạn đồng hành cùng với tôi là bạn Vũ Thị Duyên, năm nay 50 tuổi. Chúng tôi đều đến từ chi hội nông dân, chi hội tổ 16, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Đến với hội thi hôm nay, chúng tôi xin được nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc hội thi thành công, tốt đẹp. Kính chào các quý vị khán giả. Đội thi số 2 xin tự giới thiệu. Đội thi chúng tôi đến từ chi hội nông dân tổ 17. Đội thi chúng tôi gồm 2 thành viên. Tôi Nguyễn Thị Hợi, chi hội trưởng chi hội nông dân tổ 17. Người đồng hành cùng tôi hôm nay là... Tôi là Lưu Trọng Quyền, 70 tuổi. Chi hội nông dân tổ 17, phường An Tường. Hôm nay đến dự thi cùng với lại 2 đội. Chúc hội thi hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, kính thưa quý vị khán giả cùng toàn thể hội thi. Tôi xin trân trọng giới thiệu đội thi số 03 của chúng tôi gồm 2 hội viên. Tôi Đinh Thị Thúy Hoàn, chi hội trưởng hội nông dân tổ 16, phường An Tường. Bạn đồng hành của tôi Lộc Thị Ái, 57 tuổi, là hội viên tổ 16, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Đến với hội thi hôm nay, chúng tôi xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Thưa toàn thể hội thi, chúng tôi rất vinh dự và tự hào được đến với hội thi hôm nay. Đây thật sự là một sân chơi bổ ích giúp chúng tôi hiểu biết về cơ chế chính sách của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng thời, chúng tôi được giao lưu học hỏi, hiểu biết thêm về khoa học kỹ thuật, chăn nuôi và trồng trọt, sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi đến đây với phương châm giao lưu học hỏi, mong nhận được sự cổ vũ của quý vị đại biểu, ban giám khảo, ban tổ chức cùng quý vị khán giả để động viên cho 3 đội chơi chúng tôi. Dạ xin hết ạ. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã vừa được làm quen với 3 đội chơi có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên, phần thi có tên Kiến thức Nhà Nông. Ở phần kiến thức nhà nông, chương trình sẽ đưa ra 10 câu hỏi về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, các cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cả 3 đội cùng đưa ra đáp án, đội nào trả lời đúng sẽ được 5 điểm. Ở phần thi kiến thức nhà nông thì chương trình sẽ đưa ra 10 câu hỏi với xoay quanh về các chủ đề về các cơ chế chính sách chăn nuôi trồng trọt và nhiệm vụ của các đội đó là sẽ lựa chọn các đáp án đúng của chương trình. Và ngay sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất, phong trào thi đua nào do Hội Nông dân Việt Nam phát động? A. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. B. Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. C. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Xin mời cả 3 đội đưa ra đáp án ạ. Cả 3 đội lựa chọn đáp án A, đó là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng cả 3 đội. Câu hỏi thứ hai, nội dung nào sau đây không thuộc chức năng của Hội Nông dân Việt Nam? A. Quyết định những chính sách cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. B. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng đảng, nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. C. Tập hợp vận động giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Xin mời 3 đội. Cả 3 đội lựa chọn đáp án C và đây cũng chính là đáp án mà chương trình đưa ra. Xin chúc mừng. Câu hỏi thứ 3.
Theo nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hội Nông dân Việt Nam được giao những nhiệm vụ nào? A. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, thực sự là tổ chức, đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nông dân. B. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, thực sự là tổ chức, đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Hội Nông dân. C. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nông dân. Xin mời ba đội ạ. Ở câu hỏi thứ 3 thì cả ba đội đưa ra đáp án A. Và đây cũng chính là đáp án mà chương trình đưa ra. Xin chúc mừng. Câu hỏi thứ 4. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hiện nay là của A. Nhà nước, B. Nông dân, C. Cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xin mời ba đội. Cả ba đội lựa chọn đáp án C. Và đây cũng chính là đáp án mà chương trình đưa ra. Xin chúc mừng. Câu hỏi thứ 5. Để thành lập một chi hội nghề nghiệp phải có từ bao nhiêu hội viên trở lên? A. Từ 10 hội viên trở lên, B. Từ 15 hội viên trở lên, C. Từ 20 hội viên trở lên. Xin mời ba đội. Ba đội lựa chọn đáp án B, đó là từ 15 hội viên trở lên. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi thứ 6. Mức hỗ trợ hợp tác xã thành lập mới theo nghị quyết số 03-2021-NQ HDNG của Hội đồng Nhân dân tỉnh. A. Hỗ trợ 40 triệu đồng trên một hợp tác xã. B. Hỗ trợ 45 triệu đồng trên một hợp tác xã. Và C. Hỗ trợ 50 triệu đồng trên một hợp tác xã. Xin mời ba đội. Ba đội lựa chọn đáp án C và đây là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi thứ 7. Đối tượng được vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân theo điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân. A. Hộ hội viên nông dân tự nguyện tham gia dự án nhóm hộ, tổ hợp tác xã nông nghiệp có ký hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với hội nông dân. B. Các đối tượng khác khi có quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Và C. Cả hai phương án trên. Xin mời ba đội ạ. Ba đội lựa chọn đáp án C và đây cũng chính là đáp án mà chương trình đưa ra. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi số 8. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như thế nào? A. Đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, 12 tháng một lần và một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. B. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với những người đã đủ điều kiện tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Và C. Cả hai phương án trên. Xin mời ba đội. Ba đội lựa chọn đáp án C và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi thứ 9. Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa dịch vụ trên đó. B. Website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó. Và C. Hệ thống các gian hàng của các thương nhân, tổ chức không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó. Xin mời ba đội ạ. Ba đội lựa chọn đáp án A và đây cũng là đáp án mà chương trình đưa ra. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của phần thi kiến thức nhà nông. Mục tiêu đón khách du lịch đến năm 2025 theo đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. A. Phấn đấu đón trên 3 triệu lượt khách du lịch. B. Phấn đấu đón trên 3,5 triệu lượt khách du lịch. Và C. Phấn đấu đón trên 5 triệu lượt khách du lịch. Xin mời ba đội. Cả ba đội lựa chọn đáp án A và thưa quý vị, thưa các bạn, ở câu hỏi cuối cùng này thì cả ba đội cũng đã trả lời rất chính xác và giành được số điểm là 5 điểm. Xin chúc mừng! Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là ở phần thi kiến thức nhà nông ngày hôm nay thì cả ba đội đều đã có rất là nhiều những cái kiến thức về các cái quy định cũng như là chính sách của nông nghiệp cũng như là của nông dân. Cho nên là cả ba đội đều đã trả lời chính xác được cả 10 câu hỏi và giành số điểm tối đa ở phần thi này là 50 điểm. Một lần nữa chúng ta xin chúc mừng cả ba đội! Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đã vừa cùng với ba đội chơi vừa hoàn thành xong phần thi kiến thức nhà nông và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, phần thi có tên Tài năng nông dân. Ở phần Tài năng nông dân, chương trình sẽ đưa ra một tình huống cụ thể về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Ví dụ, khi lợn mắc bệnh, trồng ngô nhưng bị thừa hạt, trồng lúa nhưng không đạt năng suất cao. Dựa trên tình huống đó, mỗi đội đưa ra phương án trả lời hợp lý nhất. Khách mời sẽ nhận xét và chấm điểm cho mỗi đội.
Và ngay sau đây thì xin trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình sẽ là người đưa ra tình huống cho ba đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Minh Trường, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang. Hôm nay thì đến với chương trình Nhà nông tài ba thì ban tổ chức có một câu hỏi như sau. Anh chị cho biết việc thu hồi đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định như thế nào? Cả ba đội đã nghe rõ câu hỏi mà khách mời chị đưa ra chưa ạ? Và bây giờ thời gian dành cho ba đội suy nghĩ bắt đầu ạ. Thời gian dành cho ba đội đã hết ạ. Và ngay sau đây xin mời đội số 1 ạ sẽ đưa ra phần trả lời câu hỏi trước ạ. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi của đội số 1 ạ. Theo điều 55 luật an toàn thực phẩm số 55 ngày 17 tháng 6 năm 2010, đó là những cái thực phẩm mà phải được thu hồi trong các trường hợp đó là thực phẩm đã hết hạn sử dụng trên thị trường và những cái thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn chất lượng và tương ứng, và những thực phẩm là sản phẩm của công nghệ mới mà chưa được cho phép và lưu hành, và những thực phẩm mà hư hỏng trong quá trình bảo quản và kinh doanh, và những thực phẩm có chất cấm sử dụng hoặc xuất hiện những các tác nhân gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người ạ. Như ở trên địa phương chúng tôi là tại địa phương phường An Tường thì các tổ chức đã vận động bà con chúng ta sẽ có những cái sản phẩm sản xuất nông sản và thực phẩm sạch để cung cấp theo để cung cấp cho toàn thể nhân dân trên phường An Tường, đó là theo cái tiêu chuẩn đạt chuẩn Việt Gáp, ví dụ như là rau sạch, nông sản thì những cái cây ăn quả, hoặc là thực phẩm thì những con gà sạch, trứng sạch, thịt lợn sạch. Trên địa bàn chúng tôi và các bà con đang thực hiện những cái phương án của tất cả các ban ngành, người ta hỗ vận động bà con hãy dùng những thực phẩm sạch để cung cấp cho toàn thể nhân dân trên địa bàn phường và địa bàn tỉnh. Dạ, xin cảm ơn hết. Vâng ạ, xin mời đội số 2 ạ. Thay mặt cho đội thi số 2, tôi xin trả lời câu hỏi. Việc thu hồi đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn được quy định tại điều 55 luật an toàn thực phẩm số 55 do Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 quy định cụ thể. Thực phẩm phải được thu hồi trong các trường hợp: một là thực phẩm hết thời hạn sử dụng mà vẫn bán trên thị trường; hai là thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; ba là thực phẩm là sản phẩm công nghệ mới chưa được phép lưu hành; bốn là thực phẩm bị hư hỏng trong quá trình bảo quản, vận chuyển và kinh doanh; năm là thực phẩm có chất cấm sử dụng hoặc xuất hiện các tác nhân gây ô nhiễm vượt mức giới hạn quy định; sáu là thực phẩm nhập khẩu bị cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất, nước khác hoặc các tổ chức quốc tế thông báo có chứa tác nhân gây ô nhiễm, gây hại cho sức khỏe và tính mạng con người. Thực phẩm không đảm bảo an toàn bị thu hồi theo các hình thức sau: một là hình thức thu hồi tự nguyện do các tổ chức cá nhân sản xuất tự nguyện tự thực hiện; hai là thu hồi bắt buộc do các cơ quan có thẩm quyền. Trên địa bàn phường An Tường trong những năm qua thì được các cấp ủy đảng chính quyền rất là quan tâm và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra nên việc sử dụng thực phẩm không an toàn đã được hạn chế rất nhiều. Riêng trên địa bàn tổ 17 là một địa bàn sản xuất nông nghiệp, chi hội nông dân chúng tôi thường xuyên tuyên truyền vận động bà con trong quá trình sản xuất đảm bảo thực phẩm an toàn khi đưa ra thị trường ạ. Xin hết ạ. Xin cảm ơn đội số 2 và xin mời đội số 3 ạ. Đội thi số 03 xin trả lời câu hỏi ạ. Là cái thực phẩm phải được thu hồi trong các trường hợp như sau:
đó là những thực phẩm hết hạn sử dụng mà vẫn bán trên thị trường, thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, thực phẩm là sản phẩm công nghệ chưa được phép lưu hành, thực phẩm bị hư hỏng trong quá trình bảo quản, vận chuyển và trong quá trình kinh doanh, thực phẩm có chất bảo quản, có chất cấm sử dụng hoặc là xuất hiện tác nhân ô nhiễm vượt quá mức quy định cho phép. Đó là những sản phẩm nhập khẩu của các cơ quan có thẩm quyền, nước xuất khẩu, nước khác hoặc tổ chức quốc tế thông báo có chứa chất tác nhân gây ô nhiễm, gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. Thu hồi theo hai hình thức. Thứ nhất là các tổ chức kinh doanh và các tổ chức sản xuất mà tự thu hồi hoặc là do cơ quan của nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền thu hồi. Trong những năm qua thì chính quyền địa phương cũng đã có ra những cái khuyến cáo để cho hội nông dân và các tổ chức xã hội là thực hiện theo tiêu chuẩn GroGap, GroBagap và VietGap để sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi xin hết ạ. Và vừa rồi thì cả ba đội đã vừa đưa ra phần trả lời câu hỏi của mình. Và ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời khách mời của chương trình sẽ nhận xét và chấm điểm cho cả ba đội ạ. Sau đây ban tổ chức xin được nhận xét. Thứ nhất là về phần trả lời câu hỏi của đội số 1. Thì ở đây thì đối câu hỏi này thì thường như chúng ta là có ba cái nội dung trả lời chính, cụ thể là cái phần mở bài, rồi là cái nội dung trả lời câu hỏi và cái vấn đề liên hệ thực tiễn. Thì ở đây thì đối với đội số 1 thì tôi đánh giá là trong quá trình trả lời thì đội số 1 về nội dung trả lời thì là đúng. Và trong quá trình trả lời thì cũng còn có một số chỗ thì là chưa được lưu loát lắm. Phần liên hệ thì các bạn cũng đã đưa ra được một số cái nội dung liên hệ cụ thể tại địa phương rồi đơn vị của mình. Tuy nhiên thì cái nội dung liên hệ của các bạn thì cũng đã phải bổ sung thêm một chút. Do vậy thì ban tổ chức xin được chấm đội số 1 đạt 18 điểm. Đối với đội số 2 thì ban tổ chức xin nhận xét là các bạn cũng thiếu cái phần lời dẫn cho nội dung câu hỏi. Tuy nhiên thì cái phần trả lời thực tế thì các bạn trả lời cũng đúng. Về phần liên hệ thì các bạn cũng có những cái liên hệ thực tế tại địa phương đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy thì đội thi số 2 thì chúng tôi chấm là các bạn sẽ được 17 điểm. Đối với đội số 3 thì về câu hỏi này thì chúng tôi đánh giá như sau. Các bạn thì cũng đã đưa ra được cái câu trả lời đúng. Tuy nhiên thì lúc đầu thì cũng như các đội khác thì cũng có một chút hơi vấp váp một chút. Về phần liên hệ thì các bạn thì cũng đã đưa ra được một số cái liên hệ cụ thể chi tiết tại địa phương, đơn vị. Do vậy ban tổ chức xin được chấm cho đội số 3 là 19 điểm. Xin cảm ơn các đội thi. Và một lần nữa xin chúc mừng cả ba đội thi đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình ạ. Và thưa quý vị, thưa các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ 3, cũng là phần thi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là phần thi Ai nhanh hơn ai. Ở phần Ai nhanh hơn ai, mỗi đội sẽ được tham gia một trò chơi như làm quả còn, gói bánh chưng, nấu xôi ngũ sắc, làm cây nêu. Đội nào làm đẹp và nhanh nhất sẽ được 15 điểm, đội thứ 2 được 10 điểm và đội thứ 3 được 5 điểm. Thưa quý vị, thưa các bạn, ở phần thi Ai nhanh hơn ai ngày hôm nay thì cả ba đội sẽ cùng tham gia chơi một trò chơi, đó chính là gói bánh chưng. Ở đây thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ những cái nguyên liệu để có thể gói bánh. Nhiệm vụ của ba đội đó là trong thời gian 10 phút, đội nào có thể gói được nhiều bánh chưng hơn thì đội đó sẽ giành được số điểm cao nhất. Cả ba đội đã hiểu rõ thể lệ chưa ạ? Và thời gian dành cho ba đội bắt đầu. Thank you.
tài năng, bởi vì trong thời gian ngắn như vậy thôi mà Hồng Ngân thấy rằng là các đội đã gói được rất nhiều bánh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thành quả của cả ba đội. Đội số 1 ạ. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Xin chúc mừng đội số 1 với 8 chiếc bánh chưng. Đây là thành quả của đội số 2 ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Xin chúc mừng đội số 2 với 9 chiếc bánh. Đây là đội số 3. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Xin chúc mừng đội số 3. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là đội số 2 đã gói được số bánh nhiều nhất và giành được số điểm tối đa ở phần thi này, đó chính là 15 điểm. Xin chúc mừng đội số 2. Hai đội số 1 và đội số 3 có số bánh bằng nhau và cả hai đội giành được số điểm là 10 điểm. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là ba đội chơi đã vừa hoàn thành xong tất cả những phần thi của mình và chúng tôi xin được công bố số điểm. Đội số 1, phần thi thứ nhất được 50 điểm, phần thứ 2 được 18 điểm, phần thứ 3 được 10 điểm và tổng số điểm là 78 điểm. Đội số 2, phần thi thứ nhất được 50 điểm, phần thi thứ 2 được 17 điểm, phần thi thứ 3 được 15 điểm và tổng số điểm là 82 điểm. Đội số 3, phần thi thứ nhất được 50 điểm, phần thi thứ 2 được 19 điểm, phần thi thứ 3 được 10 điểm và tổng số điểm là 79 điểm. Và thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là với số điểm 82 điểm thì đội số 2 đã đội giành được chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Và với số điểm 79 điểm thì đội số 3 đã giành được giải nhì. Xin chúc mừng đội số 3. Và đội số 1 đã giành được giải 3 của chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta xin chúc mừng cả ba đội. Và ngay sau đây xin trân trọng và giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Hồng Hạ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh sẽ lên trao quà cho ba đội. Xin chúc mừng đội số 3 ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Nhà Nông Tài Ba do Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.